Hạt giống bí đao chanh lai like F1 có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. Trồng được quanh năm, cho năng suất cao. Trái dài 23 đến 28 cm, vỏ trái xanh, thịt trái màu xanh đẹp, ăn ngon. Thu hoạch khoảng 44 đến 47 ngày sau khi gieo. Cách gieo hạt giống bí đao chanh lai like F1. 1. Đất trồng, đất sạch giàu dinh dưỡng trộn với các giá thể như chấu, mụn dừa, phân chuồn quế, theo tỷ lệ 7, 3 hoặc dùng đất sạch đóng bao sẵn làm đất tơi xốp, thông thoáng và bề mặt đất được làm bằng phẳng để gieo hạt cho đồng đều. 2. Gieo hạt, ngâm hạt giống trong nước ấm theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh khoảng từ 6 tháng 10 tiếng, tùy theo độ dày mỏng của vỏ hạt trước khi gieo. Sau khi ngâm xong, vớt hạt ra rửa sạch và loại bỏ hạt hỏng. Cho hạt giống vào miếng vải ẩm để ủ khoảng 3 tiếng. Kiểm tra nếu vỏ hạt dạng nứt nhẹ, có lớp trắng hoặc ngà xuất hiện thì đi gieo trồng. Tiến hành gieo hạt vào đất trồng hoặc giá thể không nên vùi sâu hạt, chỉ lấp một lớp giá thể mỏng lên trên. Khi gieo xong hãy tưới phun sương nhẹ lên bề mặt cho đất ẩm để hạt nhanh phát triển. Khi hạt nảy mầm được 2, 3 lá non thì tách ra trồng vào chậu nhựa, thùng xốp hay ngoài đất với mật độ trồng, cây ít cây là 0.6 gạch nối không. 8 m hàng ít hàng là 1,8 đến 2,2 m Sử dụng các loại phân bón hữu cơ để vun gốc khi cây bén dễ hồi xanh với 2, 3 lá thật sau khoảng 7 đến 10 ngày kể từ ngày trồng. Khi cây đã lớn và cao khoảng 20 đến 30 cm thì dùng dây làm dàn leo kiểu mái bằng, cách mặt đất từ 1 tháng 5 trừ 2 m. Hoặc cho bò dưới đất. Sau khi cây đã leo lên giàn nên cắt bỏ bớt lá dưới gốc để thông thoáng. Tránh sự phát triển của sâu bọ gây hại. Ngoặc kép chấm.